tập thể dục cùng chồng, người vợ bỗng dưng mất tích ở hồ đá bằng. Hai trẻ sinh đôi tử vong trong bể nước gia đình. Điều tra vụ cha pha thuốc diệt cỏ cho ba con cùng uống ở Bình Phước. Đi tập thể dục cùng chồng, người vợ bỗng dưng mất tích ở hồ đá bằng. Khi đang đi tập thể dục với chồng, một người phụ nữ ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa vũng Tàu bất ngờ mất tích. Chiều nay Ngày 29 tháng 12, ông Nguyễn Đình Quý, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phối hợp tìm kiếm tung tích một người phụ nữ mất tích vào sáng nay ở khu vực hồ Đá Bàng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng nay, chị Trần Thị Ngọc Nơ Hát, tên gọi khác là Lượm, 40 tuổi, trú tại thôn Phước Trung, xã Đá Bạc, cùng chồng đi tập thể dục ở khu vực đường đê hồ Đá Bàng thuộc thôn Phước Trung, xã Đá Bạc huyện Châu Đức, đoạn giáp ranh với xã Long Tân, huyện Đất Đỏ thì bỗng dưng mất tích. Theo trình bày của chồng chị Nơ Hát, vào thời điểm trên, khi anh đang cùng vợ đi thể dục thì anh xuống phía dưới chân hồ cách nơi chị Nơ Hát, đứng khoảng 20 mét để đi vệ sinh và nói vợ đứng đợi trên đường. Sau đó, khi anh trở lên thì không thấy vợ đâu. Lúc này, quá hoảng loạn, anh chạy về nhà tìm vì nghĩ có thể vợ về trước, nhưng khi đến nhà vẫn không thấy vợ nên liền hô hoáng mọi người ra hồ đá bàn để tìm kiếm, nghi có thể vợ rơi xuống hồ. Nhận được tin báo, công an xã Đá Bạc, công an huyện Châu Đức cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mặt tại hiện trường phối hợp tìm kiếm, điều tra vụ việc. Hai trẻ sinh đôi tử vong trong bể nước gia đình. Hai cháu bé sinh đôi rủ nhau chơi gần bể nước rộng 10 m2 tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và bị rơi xuống bể nước tử vong. Chiều tối nay, ngày 29 tháng 12, ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai cháu bé gồm một trai và một gái là anh em sinh đôi tử vong. Sự việc xảy ra tại nhà riêng của ông C, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh khi hai đứa trẻ rủ nhau chơi tại bể nước rộng khoảng 10m vuông của gia đình và bị rơi vào bể. nạn nhân là H, B và H, L cùng sinh năm 2014 và đang học lớp 1B, trường tiểu học Ngô Quyền, thị xã Quảng Yên khi phát hiện vụ việc người nhà nạn nhân đã tìm mọi cách cấp cứu nhưng hai bé đã tử vong trước đó cơ quan chức năng của thị xã quảng yên đã có mặt tại hiện trường điều tra và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho điều tra vụ cha pha thuốc diệt cỏ cho ba con cùng uống ở bình phước công an huyện bù đăng xác định sau khi đi nhậu về ca thiên bị mất một số tiền nên nghi ngờ các con lấy trộm ông này tức giận nảy sinh ý định tự tử và cho các con cùng chết Hôm nay, ngày 29 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bốn cha con ở thôn 2, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng uống thuốc diệt cỏ tự tử. Rất may cả bốn người đã được cứu sống. Trước đó, Công an xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng nhận được tin báo ông Ca Thiên, 42 tuổi và ba con nhỏ là Ca Thị Huỳnh, 13 tuổi. Ca Thị Thu, 6 tuổi và Ca Sơn, 4 tuổi, bị ngộ độc nghi do uống thuốc diệt cỏ và đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một cái ly nhựa, hai chai thuốc diệt cỏ để phục vụ công tác điều tra. Qua điều tra ban đầu, công an huyện Bù Đăng xác định, sau khi đi nhậu về, ca Thiên bị mất một số tiền nên nghi ngờ các con lấy trộm. Thiên bực tức và nảy sinh ý định uống thuốc diệt cỏ tự tử và cho các con uống để chết cùng. Sau đó, Thiên lấy chai thuốc diệt cỏ pha vào ly nước để uống. Uống được nửa ly, Thiên đưa phần còn lại cho các con uống nói là nước ngọt. Lúc này, Huỳnh uống thử một ngụm nhưng khó chịu nên nhả ra, Sơn và Thu chia nhau uống cạn ly. Sau đó, cả nhà Thiên có những dấu hiệu bị ngộ độc như nôn ói, đau bụng, chóng mặt. Hiện Thiên được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, các con được cấp cứu tại bệnh viện Di đồng thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ.